Kính thưa quý vị, tôi là dân biểu Thay Diệp của tiểu bang California. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị cho chúng tôi cơ hội để trình bày một số quan điểm của mình nhân lúc cộng đồng chúng ta cùng ngồi lại với nhau để tưởng niệm ngày quốc hận. Nhắc lại ngày này 45 năm về trước, không phải để chúng ta thêm những giọt nước mắt cho quá khứ. Nhắc lại sự kiện 30 tháng 4, để thấy rằng trong 45 năm qua, cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói riêng tại Hoa Kỳ đã từng bước hội nhập, dấn thân, đóng góp công sức mình trên vùng đất mới ngày càng được phồn thịnh, trù phú, phát triển về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và chính trị. Từ khoảng 125.000 người Việt đến Hoa Kỳ sau chiến tranh vào tháng 4 năm 1975 được phân bổ ở các vùng khác nhau, đến nay số người Việt định cư tại nước Mỹ đã lên khoảng 1 triệu rưỡi người. Từ số lượng người khiêm nhường lúc ban đầu, những người Việt xa xứ đã nhiều lần loại bỏ những âm mưu thâm nhập của chính quyền Cộng sản Việt Nam nhằm phá rối sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Nhìn về trong nước, chính quyền Cộng sản đã không thay đổi cung cách ứng xử chân thành, trọng nghĩa của đồng bào miền Nam, những người được hấp thụ bởi một nền giáo dục đầy nhân bản. 45 năm qua, với một nguồn nhân lực ít ỏi, tài chính hạn chế, nhưng với lòng vượt khó, tinh thần lạc quan, chúng ta đã hình thành nhiều Sài Gòn nhỏ ở khắp mọi nơi. 45 năm với tên gọi bên thua cuộc nhưng chúng ta vẫn tồn tại, vẫn tỏa sáng là cầu nối với người Việt trong nước, là trở ngại với chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.